Thiên Hoàng thân chào tất cả các bạn nghe đọc truyện của Thiên Hoàng K. Hôm nay Thiên Hoàng sẽ giới thiệu đến với các bạn hồi ký của Đại úy Mũ Đỏ Nhĩ Dù Trương Văn Út, mật danh hành quân là Út Bạch Lan. Thật ra đó thì tên Út Bạch Lan cũng không xa lạ gì với Thiên Hoàng, vì trong nhiều hồi ký của các anh khác, có nhiều lần Thiên Hoàng cũng có nghe các anh nhắc đến tên Út Bạch Lan. Nhưng khi vào Google mà tìm bài của anh là phải đánh tên Trương Văn Út. Chứ nếu mà đánh tên Út Bạch Lan đó, là Google cho ra toàn là thông tin của ca sĩ Cải Lương Út Bạch Lan. Thiên Hoàng đã bị vài lần rồi. Không tìm ra được, phải đánh Trương Văn Út thì sau đó mới tìm ra được những bài viết của anh. Hôm nay, Thiên Hoàng sẽ đọc cho các bạn nghe hồi ký có tên Đời lính chiến trường, đời thường biệt xứ. Và bây giờ Thiên Hoàng mời các bạn đi vào hồi ký của anh Út Bạch Lan. Thành kính tưởng niệm và truy điệu, anh linh tử sĩ đã vị quốc vong thân. Thành kính tưởng niệm hương linh đồng bào tử nạn, trên đường vượt biển, vượt biên tìm tự do. Trân trọng tri ân tất cả những chiến sĩ vì đại nghĩa chống cộng, quang phục nước nhà, đã khó nhọc trong lãnh vực truyền thông, báo chí, tạo diễn đàn chuyển tải văn hóa tư tưởng đấu tranh tới quảng đại quần chúng trong và ngoài nước Việt Nam, Út Bạch Lan. Thay lời tựa, những cánh gió đầu mùa đã xôn xao trước ngõ, cỏ vẫn còn xanh, chen màu vàng trắng của những cánh hoa cúc kim tiền, mọc tự nhiên, không trật tự, như bức tranh loang lỗ, sắc màu, là báo hiệu những ngày nắng tới. Chợt nhớ ra lại tháng tư về Lại xuyến sao Lại bần thần ngơ ngáo Chạy nhớ những tháng ngày binh lửa lao đao Đã cách xa những hơn 40 năm hồ dễ Vậy sao mà cứ ngỡ như mới hôm qua Vừa đóng sổ Trang sử buồn Của ngày cuối tháng tư đen Dòng máu lính Lại dần dần trong huyết quản Lại nghe đau Nhưng nhức những tế bào Tập bản thảo Đời lính chiến trường đời thường biệt xứ được ghi lại qua bút ký của người lính hai màu mũ út bạch lan vẫn nằm trên bàn viết dù tôi đã đọc đi đọc lại vẫn muốn đọc thêm tôi đã cùng vui buồn trầm mặc u ẩn nhói đau khơi dậy từ hồi ức chiến trường của một quân nhân một thời mũ xanh màu lá thắm âm u nhỏ lệ vì mưa rừng nhiệt đới lại đổi thay bằng mũ đỏ huyết trào Ngày hè đổ lửa, theo chân người đi giữa chiến tranh. Tôi nương theo từng trang sách mở để mong tìm được điều gì trong góc khuất của người lính trận mà hơn 40 năm qua vẫn chưa hề nhận là chiến bại, vẫn vỗ bàn mà hát, vẫn ngửa cổ cạn nguyên chai. Vẫn tự hỏi mình, hồ trường nay rót về đâu? Vây quanh bàn nhậu là hào khí lương sơn thế thiên hành đạo là những trượng phu bất khả trồn chân. Tôi biết về người lính Út Bạch Lan là như vậy. Nhưng có ai đó đã nói, người lính viết về người lính đã khó, viết về đời lính chính mình thì lại càng khó hơn. Bởi vì bản chất vị kỷ luôn thâu ngắn tầm nhìn, thường chỉ thấy mình mà không chịu thấy người. Thói đời, xấu che, tốt khoe, nên làm sao truyền đạt khách quan những tư tưởng khai phóng dám làm dám chịu có tốt có xấu mang tính nhân bản đại đồng đa số những người viết như vậy thường chủ quan làm mất đi phần nào tính chân thật có thể làm lệch đường chiến sử dù người viết thuộc hàng tướng hay là hàng binh họ kể cho người khác viết ngõ hầu đánh bóng chút tên tuổi vốn ẩm mốc khá nhiều có người đã nói can đảm không có nghĩa là coi thường cái chết ngoài mặt trận mà chính là dám làm, dám nói những việc người khác không dám. Dựa trên quan điểm này, người lính cầm bút Út Bạch Lan có thể xem như một người can đảm, là người đã tiếp nhận được nhiều điều từ trường lính đến trường đời. Tính can đảm xuất phát từ tinh thần nhân bản bàng bạc xuyên suốt trong tập ký gần 300 trang đang nằm trên bàn viết, chứa đầy những con chữ như nhảy múa lung linh trong nắng sớm hay ảm đạm mưa chiều nắng mưa là quy luật của trời đất buồn vui là cảm xúc tự nhiên của con người trước những bất ngờ của hoàn cảnh chiến tranh tự ngàn xưa nào ai gọi là vui vì những bất chắc luôn cận kề với dấu dày chinh chiến người lính phải đi trên những dặm đường như thế làm sao tránh khỏi những ưu tư sợ hãi làm sao có được nụ cười trọn vẹn khi 5 phút trước còn thấy dáng vẻ hiên ngang của đồng đội, dương cao tay súng và ngay sau đó là đạn pháo nổ tung, cày nát xác người. Nhưng Út Bạch Lan luôn có những niềm vui vì bản tính lạc quan được ghi lại đầy dẫy trên từng bài viết. Anh luôn tự thắng khi trực diện với những sự việc xảy ra dường như bất khả. Nhưng anh vẫn sáng suốt chọn lựa và quyết định rạch ròi những điều khả thi theo tiếng gọi của lương tâm dựa trên cán cân nhân bản, cho dù có thể mang đến những hậu quả không tốt cho bản thân. Xin trích đoạn một hoàn cảnh phải đối phó với kẻ thù đã ghi lại trong bút ký. Quả đúng như dự đoán, toán thám kích chộp được một tên giao liên, tuổi trạc 30, mò mẫm về thăm vợ con. Tôi báo cáo về lữ đoàn, không được giải quyết lại báo cáo lên sư đoàn. Lệnh sư đoàn ngắn gọn, giải giao tại chỗ có nghĩa là cho về thăm bác. Từ ngày tốt nghiệp làm quan nhất phẩm, thiếu ý súng dài M16 trên tay, súng ngắn côn 45 đeo hông, đầu đội nón sắt, chân mang giày xô, quần áo trận bạc màu, đã bao lần thay đổi. Vai tôi luôn sát vai với đồng đội, chiến đấu khốc liệt qua những mặt trận cam go sinh tử mà còn được sống như một nhiệm màu. Nhưng tôi chưa bao giờ trực tiếp hay gián tiếp ra lệnh xử tử một tên địch quân nào xa cơ thất thế bị lọt vào trong tay của đơn vị do tôi chỉ huy. Đành rằng đối đầu trên mặt trận thì phải chiến đấu để sống còn và đoạt chiến thắng, nhưng phải thi hành lệnh thủ tiêu tên cán binh Việt Cộng ở giờ thứ 25 này, thì tâm hồn tôi trùng lại. Tôi không muốn sát sinh giết đi một mạng người, và không nỡ xuống tay, nhất là khi lệnh ngưng bắn đã ban hành. Còn nếu không thi hành, thì tôi có thể bị cách chức lột lon, không chừng bị đưa ra tòa án quân sự vì tội chống lại lệnh cấp trên. Hay ưu tư trước một quyết định nhân bản khác. Hận thù như một viên đá đè nặng trong hồn tôi. Trong tình huống đáng thương tâm của tha nhân và của anh em Triết Phong Châu, tôi quyết định vứt bỏ sự hận thù sinh tử trên chiến trường quốc cộng để tha chết mà mở cho họ con đường sống kể từ sau khi có lệnh ngưng bắn. Chẳng phải là dễ chịu hơn không? Tại sao tôi cứ phải để một viên đá vô hình như sự tàn bạo đè nặng lên tâm hồn vốn tự có nhiều nhân ái trong những trường hợp phải tha hay là phải giết? Câu nói mà tôi đã từng nói với họ khi xưa tha thứ cho kẻ làm bạn tổn thương là món quà dành cho họ. Hoặc thông cảm rất người với đồng đội. Có một lần đơn vị trực thăng vận vào mục tiêu A sao, A lưới. Chân chạm đất là chạm địch ngay. Hạ sĩ nhất tên Minh mang máy PRC-25. Nắm cổ áo tôi vật ngã xuống đất và hét. Đủ má, thiếu ý Đà Lạt gì mà ngu thấy mẹ luôn. Cứ la sung phong, sung phong, đưa ngực cho nó phản, chết mẹ hết ráo rồi còn lấy ai mà sung phong. Họ là những người lính già không bao giờ chết. Họ chỉ nhạt nhòa đâu đó, trong tim tôi, trong óc tôi, chung quanh tôi, mờ mờ nhân ảnh. Anh không chết đâu anh, anh chỉ vừa bỏ cuộc hôm qua, hôm nay còn lại gì? Có còn chăng chỉ một tình huynh đệ mong manh như những hạt mưa bong bóng, dễ kết, dễ ly, dễ hợp, dễ tan cố gìn giữ được cái gì hay cái đó ngày nào hay ngày đó quân tử chi giao đảm nhược thủy tuy đã tự nhủ đây không phải là một bài lý luận phê bình mà chỉ là chút tâm cảm vì cùng chung thời lính nên sẽ không trích đoạn bút ký để dẫn chứng mà nên để cho người đọc tự tìm thấy tính nhân bản trong bút ký nhưng có những đoạn kể đã khiến tôi thực tình xúc động không thể không ghi lại ở phần trên người lính út bạch lan không bao giờ nhận mình là nhà thơ hay nhà văn gì cả nhưng chính những gì anh viết ra thì lại chứng tỏ ngược lại dù anh vẫn khiêm tốn rạch ròi tự biết mình biết ta anh viết như nói chuyện thô ráp mà tự nhiên luôn kích thích lương tri người đọc xin mạo muội giới thiệu đến bản lính bạn tù và bạn đọc những ưu tư xuyên suốt tập bút ký của người lính cầm bút út bạch lan với rất nhiều trân trọng. Trên đây là lời mở đầu của Túy Hà, Trung tâm Văn Bút Nam Hoa Kỳ. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào hồi ký của anh Út Bạch Lan. Quân trường và chiến trường. Thế là tôi âm thầm dã từ đôi mắt đen láy, u uẩn chiều lưu lạc. Của cô láng giềng người em gái nhỏ lên đường vào quân ngũ. Tôi nhập trường Võ Bị Đà Lạt vào tháng 12 năm 1965. Tính đến nay 2014, chỉ còn một năm nữa là một phần hai của thế kỷ. 50 năm trôi qua cũng khá dài so với đời của một con người. Chặng đường binh nghiệp tuy không dài lắm đối với thiên lý Tuế Nguyệt và gió bụi thời gian, nhưng với tôi thân phận phàm nhân bị cuốn trôi lăn, ngập chìm trong biển lửa, máu, nước mắt, chiến tranh và hoài niệm cảnh cũ. Người xưa với thương hại biến vi tang điền là định mệnh ư? Chưa phải là thiên lý du du bỉ phương, nhưng có lẽ vừa đủ để ký ức đong đầy những kỷ niệm mà nét thời gian hàng chuyển chuyện nhật tân lại chồng nhất nhật nhật tân tưởng chừng đôi lúc như đã lãng quên bôi xóa nhạt nhòa đâu đó nhưng nó vẫn còn lãng vãng quanh đây như hiện tiền chưa chịu phôi phai với niên khứ, lai hề, thiên thu giả mộng mà mỗi khi nhắc đến thì dĩ vãng lại hiện ra như một đoạn phim sống thực còn lưu trữ tận trong tiềm thức của chính mình. Nửa đời oan nghiệt, lẫn lộn tiếc núi, chua sót cho thân phận của một thế hệ sinh bất phùng thời. Hai năm trong quân trường, tám năm trên chiến trường, ba mươi chín năm đời tù tội và lưu vong xứ người cảm cảnh. Quê hương khuất bóng hoàng hôn, dậy lên khói sóng cho buồn lòng ai. Tổ quốc là tổ quốc của người, dân tộc là dân tộc của người, tổ tiên là tiên tổ cũng của người. Đất đai mồ mã lạ quắc lạ quơ, còn lại cho riêng trong tôi vẫn là dòng sông ký ức, một thời với quân trường và chiến trường. Quân trường Nơi đó tôi có đàn anh, đàn em, khóa 21, khóa 22, khóa 23 và các sĩ quan cán bộ, sĩ quan tham mưu hành tránh, được gọi là đồng môn, cùng đã đổ mồ hôi như nhau, cùng dìu dắt nhau trên ngưỡng cửa binh nghiệp, với biết bao nhiêu ân tình, nghĩa lụy, in hằn thành kỷ niệm, có mấy ai quên. Chiến trường, nơi đó tôi có đồng đội, cùng đồng cam cộng khổ với máu và nước mắt, qua những tháng năm miệt mài khói lửa mà sự sống và cái chết chỉ cách nhau một sợi tóc cái còn cái mất như bọt nước chóng tan vỡ tựa phù du nhưng rất thực và siêu nhiên mỗi lần vuốt mắt cho bạn đồng đội đã ngã xuống với vết đạn cày sâu ghim trong thân thể hãy còn chút hơi ấm và đang lạnh dần hồn thiêng như u uất vướng víu lẩn khuất đâu đây rờn rợn dưới làn gió âm u thổi qua và đạn pháo của quân thù đang nổ vang rền trên chiến địa. Quân trường đổ mồ hôi, chiến trường đổ máu xương. Tháng 12 năm 1967, tôi tốt nghiệp khóa 22 võ bị Đà Lạt. Sau đó tôi trình diện bộ tư lệnh lực lượng đặc biệt và được bổ nhiệm về tiểu đoàn 81 biệt cách nhảy dù cùng hai người bạn cùng khóa hãnh diện sung sướng biết bao khi trình diện vị thiếu tá tiểu đoàn trưởng Lê Như Tú khóa 11 Võ Bị rồi được giới thiệu Đại úy tiểu đoàn phó Nguyễn Quang Vinh khóa 14 Võ Bị Đại úy Bình Ban 3 ba, khóa 17 Võ Bị Đại úy Táo Ban Truyền Tin khóa 20 Võ Bị Đại úy Hưởng Ban An ninh khóa 19 Võ Bị Đại đội trưởng Đại đội 1 Trung úy Thăng khóa 20 Võ Bị đại đội 6, trung úy Tuấn, khóa 20 võ bị. Đại đội 3, trung úy Lâu, khóa 21 võ bị. Còn nhiều nữa kể không hết. Tôi cảm thấy ấm lòng vì ngây thơ với ý nghĩ ngộ nghĩnh May quá, mình may mắn về tiểu đoàn khét tiếng này vì toàn là dân Đà Lạt không hà Chắc mẫm thế nào cũng được bao che và nâng đỡ. Nhưng tôi đã lầm to, dù các niên trưởng có phe đảng bao che cho mình như thế nào chăng nữa thì có tài thánh cũng không ngăn chặn được súng đạn vô tình và cho dù niên trưởng có quyền thế cũng không nâng đỡ được nếu mình tỏ ra kém tài chỉ huy hèn nhát và khiếp nhược trước họng súng của quân thù nhất là trước mặt thuộc cấp dưới trướng trong tình huống dầu sôi lửa bỏng và chỉ mới có một tuần lễ sau ngay trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân năm 1968 Thiếu tá Tú, tiểu đoàn trưởng tử trận, đại úy tiểu đoàn phó Vinh bị thương nặng, không còn khả năng tác chiến và hai người bạn cùng khóa 22 của tôi phút chốc cũng đã bỏ bạn bè đồng đội. Hồn bay về nơi đâu khi tiết xuân phân hãy còn khoe sắc lụa mượt mà trên những đọt chồi non mơn mởn và mấy nụ mai vàng đang lung linh rung nhẹ trước gió sớm đầu mùa. Lại thêm một đại đội trưởng bị tử thương và rồi lại thêm đại đội trưởng nữa bị thương mất một chân. Cũng may, đại đội phó, đại đội ba là niên trưởng Nguyễn Đăng Lâu lên thay thế chỉ huy, điều động tác chiến. Thời gian chỉ có 4 tháng kể từ ngày ra trường, tôi đã trải qua 3 cuộc hành quân chớp nhoáng, cường độ khốc liệt, đẫm máu tươi trên 3 vùng chiến thuật 1, 2 và 3 với những cuộc hành quân giải tỏa thị xã Nha Trang, thung lũng A Sao, A Lưới, giải tỏa mặt trận cây quéo, cây thị, thay đổi tới 4 vị đại đội trưởng. Đến vị thứ năm là niên trưởng Nguyễn Văn Lân khóa 17 Võ Bị Đà Lạt. Anh Lân, xin phép tôi gọi bằng anh. Từ trại lực lượng đặc biệt biên phòng Pleimereng, vùng Tây Nguyên Playme về đây, dáng người anh cao rong rỏng, gương mặt trẻ măng như sinh viên đại học. Dù nước da rám nắng, ứng xử với ngôn ngữ nhã nhặn dịu dàng lịch sự, với cả cấp trên lẫn người dưới. Khi nhận bàn giao xong, anh bảo tôi, giới thiệu đơn vị và quân nhân các cấp cho anh, sau đó gọi tôi vào phòng riêng căn dặn. Út đã ở đơn vị này từ ngày ra trường cho đến bây giờ, Út giúp cho anh trông coi đơn vị, có gì trở ngại hay cần những quyết định quan trọng báo cho anh biết ngay. Nếu đơn vị dưỡng quân ở hậu cứ, ngày thường anh em tà tà trong chơi, Út cùng anh em sinh hoạt như là huấn luyện chiến tranh chính trị bảo trì vũ khí quân trang quân dụng, chú trọng vấn đề lãnh đạo chỉ huy cho các cấp trưởng. Vào những ngày cuối tuần, anh cho xả trại 100%, riêng phần anh thì anh tự chính mình cấm trại 100%. Út có thể sử dụng xe jeep của anh cùng các sĩ quan binh sĩ đi chơi, nhưng nhớ giữ kỷ luật đừng đánh lộn đánh lạo, làm mang tiếng xấu cho đơn vị. Nhưng rồi tai nạn cũng phải xảy ra một vụ bắn lộn. Anh Lân nghe báo cáo vội phóng ra đồn quân cảnh Nha Trang thì lại gặp ông đồn trưởng là đại úy Trương Văn Cao khóa 18 võ bị thế là mọi việc được xử êm xuôi trong tình huynh đệ chi binh với vài lời khiển trách nhẹ nhàng của hai ông niên trưởng mới ra trường chưa nứt mắt mà bắt đầu làm trò khỉ rồi vài ngày sau đó đơn vị tham dự hai cuộc hành quân xâm nhập chiến khu C, chiến khu D giải tỏa núi Bà Đen, núi Heo núi Cậu anh Lân đã trao truyền cho tôi những kinh nghiệm máu xương của chiến trường. Chính anh là người đã đúc khuôn những viên gạch vững chắc để tôi vững bước trên con đường khói lửa chiến trinh sau này. Anh chỉ huy đại đội 3 biệt cách nhảy dù chưa đầy một năm thì được chỉ định giữ chức vụ tiểu đoàn phó cho thiếu tá Trần Phương Quế, khóa 10 võ bị Đà Lạt. Vị sĩ quan khác đổi về thay thế anh, tôi vẫn là đại đội phó, đại đội 3, biệt cách nhảy dù. Ba tháng sau, anh gọi tôi lên bộ chỉ huy tiểu đoàn, cười cười nói Chuẩn bị tâm tư nhận lệnh phạt đó em. Thì ra anh Lân và các niên trưởng khác đã hết lời thuyết phục tiểu đoàn trưởng bổ nhiệm tôi quyền đại đội trưởng đại đội 5 biệt cách nhảy dù khi tôi vừa tròn 23 tuổi. Một đại đội trưởng măng non, miệng còn hôi sữa, chưa có bề dày chiến trường so với các đại đội trưởng khác cùng đơn vị. Sau có vài tiếng sầm xì thị phi phàn nàn dèm pha của một vài sĩ quan cấp trung úy thâm niên hơn tôi, phe đảng. Đảng gì đây? Đảng tự thắng. Để chỉ huy là châm ngôn của dòng trường mẹ Võ Bị Đà Lạt. Tháng 12 năm 1969, đơn vị của tôi được cải danh là Đại đội 2 Trinh sát Nhảy Dù, thống thuộc quản trị hành tránh của Lữ đoàn 2 Nhảy Dù. Sau 2 tháng thụ huấn, khóa viễn thám ở lò cừ dục Mỹ, trung tâm huấn luyện vạn kiếp, một số hạ sĩ quan được gửi đi học mật mã truyền tin tình báo, thì lại bắt đầu tham dự những cuộc hành quân cùng với các đơn vị khác. Phương thức và kỹ thuật tác chiến của hai binh chủng có nhiều khác biệt. Bên 81, biệt cách dù không bao giờ sử dụng pháo yểm mà hoàn toàn lệ thuộc vào không yểm. Nhảy dù thì phối hợp cả hai trong bất cứ điều kiện cần thiết của chiến trường. Tôi bỡ ngỡ bối rối vì là một đại đội biệt lập, đơn vị trưởng phải phối hợp trực tiếp với lữ đoàn hoặc là sư đoàn và lo liệu mọi bề. May mắn thay, lù khô có ông Cù Độ Mạng, thiếu tá Trần Đăng Khôi, khóa 16 Võ Bị, trưởng ban ba hành quân của Liên đoàn 2 nhảy Dù, trạc trên dưới 30 tuổi, dáng người thanh nhã với ống pip Havana trên tay, bụng hơi phệ, nếu nói khẳng định, thì mọi điều hợp hành quân đều do anh thiết kế tôi tham dự chiến dịch lùng và diệt địch kế hoạch của tướng westmoreland và tướng đỗ cao trí cuộc hành quân toàn thắng vùng tây ninh phước long và campuchia tôi lạng quạng lờ quờ ngu ngơ đến nỗi anh khôi phải gọi vào trình diện riêng trong hầm hành quân của lữ đoàn moran với thái độ và giọng nói từ tốn chậm rãi cố cho tôi hiểu báo cáo diễn tiến hành quân báo cáo tổn thất, báo cáo tình hình địch. Anh còn quá luộm thuộm, nhất là phối hợp pháo binh nhảy dù và trực thăng võ trang. Anh nên nhớ rằng có rất nhiều cặp mắt đang nhìn vào anh và họ thèm rõ rãi cái chỗ của anh. Điều quan trọng nhất là chúng ta đang phối hợp hành quân với đệ nhất sư đoàn 1 không kỵ Hoa Kỳ. Chỉ một lời báo cáo của cố vấn Mỹ bên cạnh anh thì anh sẽ bị trả về đơn vị gốc của anh ngay. Tôi yên lặng thẫn thờ ngồi nghe, anh lại tiếp, thôi được, tôi nói sơ sơ rồi ngày mai anh bay với tôi. Hành quân phối hợp GAP là kỹ thuật dùng pháo binh và Airstrike cùng một lúc để dọn bãi đáp hay là bãi bốc. Điều phối hành quân sơ xuất hay không chính xác là pháo binh bắn rớt phi cơ. Hoặc phi cơ nã rocket vào đầu quân bộ chiến thì cả đám đi chỗ khác để ngồi chơi sơi nước muôn đời lục quân Việt Nam anh còn sắp xếp thời gian để cho tôi gặp các vị trưởng ban, ban 4 tiếp liệu, ban 1 quản trị quân số, ban 2 tình hình bản địch, để nắm vững dữ kiện trước khi lên CNC, thả toán viễn thám hay là trung đội trinh sát. Như vậy, trên những bước đường chập chững của hai binh chủng biệt cách dù và nhảy dù, tôi đã quá may mắn được hai đàn anh đỡ đầu, hướng dẫn và bao che. Cho đến khi đủ lông đủ cánh, tôi định nói nên lời biết ơn thì khách sáo quá. Tôi chỉ xin hứa cái đầu mũ nồi võ bị và hai cầu vai Green Beret và Red Hat là cố gắng sống trọn tình nghĩa với huynh đệ chi binh, chứ biết nói sao cho vừa. Năm 1972, đường vào binh lửa. Nhắc đến năm 1972 là phải nói đến mùa hè đỏ lửa, đã có nhà văn quân đội Phan Nhật Nam khóa 18 võ bị, niên trưởng đoàn phương hải, khóa 19 võ bị Niên trưởng Huỳnh Văn Phú, khóa 19 Võ Bị, viết quá nhiều rồi. Lại còn thêm hàng vạn trang sách báo viết về chiến trận mùa hè bằng máu, nước mắt và thân xác của đồng đội thuộc tất cả quân binh chủng đã ngã xuống và biết bao nhiêu đồng bào trong chiến nạn đã may mắn sống sót, lê lết tấm thân thương tật, trở về xóm làng điêu tàn, tan hoang, nhà cửa ruộng vườn sơ sát. Sau cuộc hành quân giải tỏa nên tôi chỉ gói ghém ngắn gọn những gì còn nhớ như có một lễ là đầu của giềng mối nhân luân trong đó nói lên lời tình tự với võ bị Đà Lạt và những chiến binh kiệt xuất đã không hổ danh tự thắng để chỉ huy thiện xảo phát huy hết tất cả tài năng ứng chiến và quyền biến trên khắp mặt trận khốc liệt nhất ở giai đoạn mùa hè 1972 tiêu biểu như chỉ một an lộc thôi đã an lộc quê hương của loài nai xanh xanh rừng cao su chạy dài thấp thoáng trên đường quê đất đỏ em nhỏ tung tăng chân bước đến trường làng chị duyên dáng áo vàng khoe nắng sớm mẹ hiền từ quẩy gánh buổi chợ đông năm bảy hai mùa hạ chí trời trong bắc quân đến công trường năm bảy chín điện biên sao vàng tăng pháo Bình Long. Hơn năm vạn quân vây kín trùng trùng. An lộc thoi thóp dưới mãn thiên mưa pháo. Dân kinh hãi tìm đường lánh nạn. Bỏ làng vượt lửa ngục trần gian. Giặc điên cuồng nã pháo bắn tan hoang. Thị xã thân yêu tan tác thảm sầu. Em nhỏ tan xác vỡ học trò đẫm máu. Cô giáo trẻ với tình yêu phấn bản xác nơi nào hàng phượng chỗ đầy hoa màu của hoa hay máu thắm chan hòa đêm mưa gió nghe oan hồn y a trong lớp học tiểu đoàn sáu dù vỡ vòng vây siết chặt đồi gió tan tành tràn ngập bóng bắc quân đỉnh sạc ly ôm xác người anh hào nguyễn đình bảo hy sinh đền nợ nước liên đội hổ xám lao vào trận địa cứu dân lành trước học súng bắc quân giặc bạo tàn bắn giết tấn công máu các anh đổ đất bình long thêm đỏ hoàng hôn xuống nắng tà vương mộ trí thiếu nữ u buồn nhỏ lê đề thi lời thơ lòng cảm kích chân thành trong chiến trận tình quân dân thắm thiết an lộc địa sử ghi chiến tích biệt kích dù vị quốc vong thân giặc pháo hậu sung biển người lớp lớp quyết tràn qua tàn sát quân dân ta bóng tử thần thấp thoáng điểm oan hồn nghe tiếng pháo đưa người qua cõi chết những phi tuần đánh bom thiêu đốt xác hỏa pháo thổi tung địa đạo chiến hào vòng đai phòng thủ xới cày vỡ đất ánh sáng hỏa châu soi leo lét ngoài biên như nến lung linh đưa tiễn những linh hồn sinh đất bắc vào nam tìm huyệt mộ an lộc du du thiên bất dung quỷ dữ quân dân khôi khôi chiến đấu phi thường tướng hưng điều quân tử thủ kiên cường địch bỏ lại chiến trường xác tăng cháy nám tháng sáu mưa đầu mùa rơi rớt hàng mộ hôm qua đã lợp có non xác người nằm hồn vẫn sắt son giữ vững an lộc địa danh vào lịch sử tháng tám rừng cao su sang thu thay lá đất đỏ mưa phùn thị xã vẫn còn đây lời thơ ngây em bé nói mai này khôn lớn con sẽ oai hùng như an lộc sau chiến thắng có những vinh quang cho những huynh đệ được tưởng thưởng vinh thăng thì cũng có những đau thương như xé rách tâm hồn vì những anh em vừa xanh cỏ để tôi ta được đỏ ngực ví dụ Tôi cảm ơn cô giáo pha khí tiết đã viết dùm những chữ đề danh, nhưng lại tiếc danh đề còn thiếu, tên những anh em tử sĩ không mồ, và tên người lấp huyệt chung tự nguyện. Tôi kính cẩn nghiêng mình trước mộ, đã chôn chung người lính với thường dân. Nếu tôi là quân nhân thoát chết, thì đáng gì để nhận quang vinh. An lộc trong mắt ai tự ký, Tháng 3, 1972, đơn vị đại đội 2 trinh sát nhảy dù được triệt xuất khỏi đồn điền Mê Mốt trở về hậu cứ Long Bình chờ lệnh. Hai ngày sau lên C-130 trực chỉ công tum, xuống phi trường tái ngộ ngay với niên trưởng Lân. Anh đang giữ chức vụ lữ đoàn phó, lữ đoàn 81 biệt cách dù vừa được triệt xuất ra khỏi vùng Tam Biên. Anh kéo tôi ra nói vội vàng vài ba câu trước khi lên C-130 về Sài Gòn. Út, em phải hết sức cẩn trọng, nhớ và áp dụng kỹ thuật tác chiến của biệt cách dù để tránh tổn thất. Sư đoàn thép 320 của chúng nó đã áp sát công tung với trọng pháo 130 và tăng T-54 nữa đó. Các bạn vừa nghe xong phần 1, Thiên Hoàng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong phần 2.